lớn rồi, cuộc đời của em tự quyết định. Em thật bướng bỉnh. Em gái chủ tịch, làm sao làm mấy việc trên tay thế được? Lao động trên tay thì đã sao ạ? Em muốn tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình, chứ không phải là bị gắn mác của em gái chủ tịch, rồi hàng tháng chỉ biết đến công ty để lấy tiền lương. Được, em tự ra ngoài kiếm việc đi, xem em sống kiểu gì. Được ạ. Nào, thế trưa nay muốn ăn cái gì? Em ăn cái gì cũng được à? Hay đi ăn phở nhá. Thế bít tết? Không. Hay đi ăn mì trộn không? Không. Không á? À đúng rồi, anh mới thấy một quán mở. Quán đấy là cơm gà Papai. Hay là anh gọi thử nhá. Này, làm sao đây, mặc cái gì ra thế? Chả hiểu em. Sao tôi không hiểu? Bảo ăn gì cũng được, bây giờ hỏi chả ăn được cái gì là như nào? Em chào anh chị ạ. À? Em từ tiệm cơm gà Papai, tiệm ăn online 24 giờ. Em mang đến đồ ăn cho chị đi ạ. À, xin nhá. Đâu xem nào, ui. Mẫu mã trang trí đẹp quá nhỉ. Xem bên trong có gì nào. Ui, Papai chú đáo với khách hàng quá nhỉ. Có cả khăn nước này. Để xem sao có gì nữa. Úi dồi, cái gì thế này? Sao lại nhiều ớt thế? Em đâu ăn được ớt đâu. Chết. Em xin lỗi nhá, em quên bảo. Cô để gắp ra cho em nhá. Gắp gắp. Gắp làm cái gì nữa? Em không thích ăn hộp này, đổi cho em hộp khác. Thôi, hay là em đổi cho anh hộp khác được không? Dạ được ạ, để em đổi cho anh chị hộp khác ạ. Em gửi anh chị suất cơm không cay ạ. Ờ, xin nhá. À, khi mua 2 suất cơm gà, các anh chị còn được tặng thêm 2 cốc trà sữa miễn phí nữa ạ. À? À, em để quên ở dưới xe để em xuống lấy cho anh chị ạ. Dạ vâng. Thế chứ, cơm gà người ta chu đáo như thế. Em ăn thử xem nào. Lấy đũa cho em. Đây, đũa em đây. Ngon đấy. Sao? Em thấy thế nào? Eo. Cơm gì mà khô thế? Xong ở đây nữa này. Thịt thì lại còn cháy nữa. Thế này thì ai mà ăn được? Em một cười, khô đâu mà khô. Anh ăn bình thường mà. Thịt tẩm gia vị ngon mà em. Em chả biết anh gọi ở cái quán khỉ ho cò gáy nào. Chả ngon gì cả. Rồi nói nhỏ thôi. Anh thấy cơm ngon mà. Với lại quán này là quán nổi tiếng đấy. Nổi tiếng. Nó mà tiếng thối thì có ấy. Nói chung ấy là em không thích ăn những cái món ở đây. Anh nhìn này, chán không? Thôi được rồi, em xin lỗi. Em ăn đi. Mà em đã nói là em không thích ăn thịt gà. Bây giờ anh còn đặt thịt gà cho em. Thà anh dẫn em đi ăn mấy quán vỉa hè còn ngon hơn ấy. Em gửi trà sữa cho anh chị ạ. Ờ, anh xin nhá. À bên này. Dạ. Cô nấu ăn mấy cái này à? Ờ, dạ không, em chỉ là shipper thôi ạ. Ờ, thế thì nhờ cô chuyển lời tới đầu bếp. Nói là cơm ở chỗ của cô ấy, dở tệ. Thôi được rồi. À, của anh hết bao tiền nhỉ? Dạ, của anh chị hết 90.000 ạ. À, đây. À, anh gửi em 100 nhá. Em cầm tiền thừa luôn nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Ô, này. Anh làm cái trò gì đấy? Còn cô ấy, trả lại tiền thừa đây. Cô định cuống luôn 10.000 à? Nghĩ ăn tiền của thiên hạ mà dễ thế à? Dạ.
Thôi, em cứ giữ lấy tiền đi, không phải trả lại đâu. Anh làm sao thế? Anh còn dám bo tiền gái trước mặt tôi như thế à? Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Cô muốn ăn cái gì, cô tự đi mà ăn. Tôi có việc của tôi nữa. Anh xin lỗi nhá. Em không sao ạ. Hai người có dám làm trò đồi bại trước mặt tôi như thế à? Dạ, em đâu có đâu chị. Em thôi ngay mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn đi nhá. Anh quá mệt mỏi với em rồi đấy. Vớ vẩn á? Cô mà hai người mới là vớ vẩn ấy. Còn mày, mày đừng dở cái trò quyến rũ người khác nữa. Đừng thấy người ta sang thì bắt quàng làm họ. Cái ngữ như mày ấy, tao hiểu thừa. Ngân, anh có dám bênh nó? Em mới chính là người yêu của anh đây này. Còn mày, mới tí tuổi đầu mà đã trơ cháo rồi. Không biết sau này lớn lên thì cái loại mày sẽ thành cái loại gì đây. Chị đừng có xúc phạm tôi như thế. Tôi tuy có là người giao hàng thật, nhưng tôi sống đàng hoàng, không bao giờ làm cái trò như thế đâu. Mày có gân cổ lên cãi tao à? Được, để tao gọi cho quản lý của mày. Alo, anh có phải là quản lý của tiệm cơm gà Ba Bai không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng, tôi xin thông báo với anh một việc rằng là nhân viên của anh đang quyến rũ người yêu của tôi đây này. Dạ, chuyện này hiểu lầm rồi đấy. Hiểu lầm á? Nếu như anh không giải quyết được thì tôi sẽ đăng lên hội nhóm bóc phốt quán của anh, xem còn ai đặt cơm ở quán anh nữa hay không. Dạ, xin chị đừng nóng tính. Hãy để bữa cơm này tôi tặng anh chị ạ. Ok, như thế còn chấp nhận được. Tôi để anh ấy. Quản lý của cô nói là tôi không phải trả tiền cái bữa ăn này đâu. Dạ. Cô hiểu chưa? Trả tiền đây. Cút. Em xin phép anh chị ạ. Em làm cái gì đấy à? Cơm không ăn thì thôi, để đây. Mà tiền anh giả cơ mà. Việc gì phải làm khó người ta thế? Người ta chỉ là nhân viên thôi. Nhân viên phục vụ thì đúng rồi. Em là khách, em có quyền mắng chửi nhân viên. Anh đã lên làm giám đốc rồi thì mấy việc mắng chửi này anh phải hiểu rõ chứ. Đúng là như thế. Nhưng trước khi anh làm giám đốc, anh đã trải qua rất nhiều nghề nghiệp rồi. Phải thông cảm cho họ chứ. Thôi, vào ăn cơm đi. Cơm cũng ngon đấy. Em làm cái trò đấy hả? Tài liệu của anh sao vứt ra ngoài kia? Thì sao? Em là thư ký của chủ tịch, em có nhiệm vụ xét duyệt tài liệu mà. Anh xin em đấy, em đừng có mang chuyện tình cảm vào công ty nữa. Chỉ vì anh nói chuyện với cô ấy mà em vứt tài liệu của cô ấy đi à? Người ta phải làm việc tăng ca đấy. Đó là cô ấy. Nếu cô ấy biết điều thì đã không nói chuyện với anh rồi. Thế thì chia tay đi, anh mệt rồi. Anh nói cái gì? Anh không được chia tay tôi. Và anh không được làm điều đấy. Đấy là việc của cô. Em xin lỗi ạ. Em có sao không? Em không sao, em cảm ơn anh ạ. Vâng. Chị. Chị làm cái gì đấy? Tao làm cái gì á? Tao thay thế cha mẹ mày, dạy dỗ mày. Mới nứt mắt ra mà đã thích làm con giáp thứ 13 rồi. Chị hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đến giao hàng thôi chứ tôi không làm gì cả.
mày đi giao hàng hay là mày đi quyến rũ người yêu của tao? Tôi với anh ấy chỉ vô tình đụng vào nhau thôi, chứ tôi không quyến rũ anh ấy. Vô tình hay là mày cố ý thì làm sao mà tao biết được? Cái ngữ như mày ấy, đi làm phục vụ thì lấy đâu ra tiền? Hay là muốn đổi nghề? Tôi làm tay vịn. Chị đừng có sỉ nhục tôi như thế. Tôi là người giao hàng, nhưng tôi cũng có đạo đức và nhân cách của riêng mình. Rồi, cái loại nhân viên quèn như mày ấy mà cũng phải nói đến đạo đức và nhân cách á. Tao nói cho mày biết, ai chả biết chúng mày là sinh viên, không có tiền mới đi làm nhân viên phục vụ. Thế rồi mới mồ chài người có tiền, đúng không? Chuyện gì đấy? Chuyện gì đấy? Tao không biết. Nghe nói là con bé này cướp bổ chị Ngân nên bà đánh kìa. Mình nhìn đi, bao nhiêu người đang nhìn và cười vào cái bản mặt của mày đấy. Cái trong người ta. Thôi. Em đâu sếp ạ? Ôi, vui rồi, vui rồi. Còn bây giờ cầm cái đống đồ ăn này của mày rồi cút khỏi đây đi. Hương, sao em ở đây? Anh, em chào chủ tịch ạ. Anh quen con bé này à? Anh ơi, nó nguy hiểm lắm. Chính nó đã bổ trải quyến rũ người yêu của em. Còn chưa kể cả những người khác nữa. Nên anh cứ cẩn thận đấy ạ. Anh ơi, em không có. Mày còn chối à? Chính mắt tao nhìn thấy. Cái loại thiếu tiền như mày ấy thì làm gì chả được. Không, không phải như thế, chị hiểu lầm rồi ạ. Im đi. Đây là em tôi. Nói như thế nào tôi hiểu rõ. Dạ, sao cơ? Con bé nghèo hèn này thì làm sao mà là em gái của chủ tịch được ạ? Tại sao lại không phải nhỉ? Nó muốn đi làm thêm nên tôi cho nó tự lập. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi biết được nhân cách của cô đấy, cô Ngân ạ. Chủ tịch ơi, thực ra là có một chút hiểu nhầm ở đây. Em không có cố ý. Chủ tịch phải tin em chứ. Chỉ vì nó là người giao hàng mà cô coi thường, cô sỉ nhục nó. Tôi tận mắt chứng kiến, đúng không? Em... Cô làm công việc nhàn hạ hơn người khác, cầm nhiều tiền lương hơn người ta, cũng ngồi chỗ thoải mái hơn nữa, chỉ vì năng lực cô hơn họ. Nhưng cô có biết núi cao còn có núi cao hơn không? Ở đây chúng tôi không những tài mà cần cả người có đức nữa. Tôi sẽ đuổi cô vì cái hành động thiếu tôn trọng này. Chủ tịch ơi, em xin lỗi. Anh cho em thêm một cơ hội nữa được không ạ? Đừng nhiều lời. Anh đừng đuổi việc em. Từ mai nghỉ việc cho tôi. Kìa em, chị xin em nói giúp chị một lời được không? Chị biết lỗi rồi. Gieo gió thì gặp bão thôi chị ạ. Em mong là sau chuyện này, chị rút ra được bài học cho bản thân là đừng nên sỉ nhục và khinh thường người khác. Mỗi người có một nghề, và em nghĩ nghề nào cũng đáng được trân trọng cả. Chúng ta đi. Xếp giác. Em chào anh chị ạ. Con Ngân này, nó tưởng thế nào? Sao mai mà chị Ngân? There's a stairway down for the